Mọi người thấy không? Đây là 0:38 và đây là cái số sub của mình hiện tại. Nhấn ngược vậy. Rồi nó có lên nữa không? Hả? Rồi lỡ tôi ngủ xong, sáng mai tôi dậy, nó lên mẹ lố 100.000 không trời. Kênh của tôi đã được 100.000 sub rồi. Và đây là 500.000 ăn món mắc nhất tại Pattaya, Bà Rịa. Nè, đây là lẩu cá đuối Úc 10 nha mọi người nha, ở đường Trương Công Định. Lẩu cá đuối thì mình sẽ ăn lẩu mắc nhất, 120, 220. Cái nào mắc nhất nữa? Mắc nhất thì lấy nha. Ê, nó lấy thì nó có trả tiền không vậy? Không. Đôi cho kênh cùi. Bao tử cá chiên giòn. Bao tử cá chiên giòn. Này đồng giá cho nên không lấy cái mắc nhất được nha mọi người. Lẩu cá đuối mắc nhất Vũng Tàu. Còn này thì không có mắc nhất, này cũng có mắc nhất. Cái này là mắc nhất nha cả nhà nha. Ngồi đây đi chị, ngồi đợi, cho chị đợi. Ok, cho lui. Ăn thôi cả nhà ơi. Ra tới Vũng Tàu là phải ăn lẩu cá đuối. Không biết là Vũng Tàu nhiều cá đuối lắm hay sao. Đâu cũng thấy lẩu cá đuối. Tính ra cái này nó rất là giống lẩu măng chua. Rồi xong rồi bỏ cá đuối vô thôi, nhưng mà cá đuối ở đây đặc biệt rất là ngon, rất là tươi. Mình từng ăn ở Sài Gòn rồi thì nó cũng có lẩu cá đuối á, nhưng mà nó không ngon bằng đâu. Thật sự. Thôi ăn thôi, ngon quá. Đây là bánh mì ngon nhất Vũng Tàu nè cả nhà. Hay còn có thể gọi là bánh mì rậm nhất Vũng Tàu. Ủa rồi đây là bao nhiêu một ổ? 15 nghìn. Lấy tàu ổ mắc nhất. Hả? Không có ổ mắc nhất, không đồng giá. Không lấy ổ mắc nhất chứ. Đồng giá. Không lấy ổ mắc nhất, thấy ăn mắc nhất mà kỳ quá à. Kênh 100.000 sắp phải chơi lớn chứ ổ mắc nhất nha. Đây là bánh mì gì? Bánh mì ngon nhất Vũng Tàu. Tên gì? Bánh mì không tên. Ở đường nào? Đường Lý Thường Kiệt, góc đường Lý Thường Kiệt giao với lại Đồ Chiểu. 2000 years later. Trời ơi, nó mua bánh mì. Ngồi chờ mất mỏ tưởng là nó bị bắt vô đó bán bánh mì chung luôn rồi. Dễ thương luôn mọi người. Món mắc nhất. Lan qua quả nhiệt đới. Ủa nước này là gì? Cá đầu dâu. Đây là bánh mì tâm huyết của Đan Anh. Để xa lên chị của chị bị cháy rồi. Rồi đúng rồi. Mở ra coi cái ổ bánh mì nó có cái gì ở trong này cả nhà yêu. Wow. Nhìn con đó. Cũng giống bánh mì thường, bỏ bớt ướt ra nha, tao ăn cay không được. Để bóc ra luôn. Đây được một cái nêm rất nhiều nước mắm, nghe được mùi nước mắm. Không phải bà hiệp ngon, bà sẽ béo lắm. Trời đất ơi, quay clip cả quay kiếp rồi mọi người. Anh lên tiếng nhạc, lên. Cái gì vậy? Mua gì bị lên à? Thì sao. Lụm làm gì không, bại lụm để đó tí dục. Chị miền Tây đi ăn bánh thọt miền Đông. Quăng cái miếng đỡ không nổi luôn. Lấy tao dĩa mắc nhất 30.000. Và bánh thọt miền Đông thì mình sẽ ăn với một chút đu đủ nè cả nhà yêu. Ăn với ớt, mình không có ăn ớt nha cả nhà yêu. Mình sẽ bỏ một chút đu đủ vô cái chén mắm như vậy nè cả nhà yêu. Và rau nó có một cái gì nè cả nhà yêu. Mình sẽ lấy một cái miếng bánh như vậy, mình chấm vô đây. Xong rồi sau đó mình thồn vô họng mình ăn như vậy. Bánh thọt miền Đông rất là ngon, đông nhưng mà rất là ngon. Mười quá mọi người ơi. Giá siêu to cũng là tại quán 10 dễ. Rồi đây là có rất là nhiều hải sản nè mọi người. Bây giờ con nào mắc nhất thì mình sẽ ăn. Giang trả tiền. Giang gọi cho anh Giang đi. Đây là quán 10 dễ. Thôi, bận á.
anh bận lắm. Ủa mày, cũng mày là đồng hương mà, hồi đó là đồng tên luôn. Gần nhà luôn. Quảng Trị, Quảng Nam. Cách một đoạn. Đậu. Và nó sẽ bán theo ký cá này. Đây. Mọi người ơi, đây là món cơm chiên mắc nhất. Và đậu hũ mắc nhất này, đậu hũ lúc bán trời má kêu chưa. Anh kêu là có xin lấy cho bồng không lấy quá thầy lấy á. Cái này ảnh nói đậu hũ non, mà không biết chiên có non không vậy, hay cái này chiên hơi bị già rồi, thấy cũng già quá rồi nè. Đậu hũ lặn. Kêu quay sụt cần lấy cho mình. Đã ăn miếng rồi. Không mất miếng không sao đâu. Ê, cái này nó lặn hơi bị lâu mẹ. Cơm chiên hải sản này cũng cơm, tôm, mực. Bình thường hết à. Ồ đúng là răng mực quán Mười Dễ có khác bự hơn hẳn luôn nè. Các bạn có thấy không? Ở ngoài để vô cái dĩa nó bèo nhèo, nó bình dân muốn chết luôn, vô đây nhìn như một cái món Pháp. Nhìn này ăn trong con mắt, nhìn con ngó xấu con mắt. Em cố chổng lên như thế này nè, trời nó ra sữa tha tiện. Thế là bỏ phô mai có bật cười. Mùi phô mai thơm lắm, nó có cái mùi dừa nữa không? Không, phô mai. Món răng mắc nhất menu đúng là đáng. Đúng nha. Mắc nhất menu. Ủa có nhiều răng không? Ủa đâu có nhiều đâu. Ủa. Ủa. À răng nhỏ ít lắm mà. Lẩu mắm guốc. Cái này không phải lẩu mắc nhất nha, tại đâu có tiền đâu. Và đây là rất là nhiều bò. Trời, cái miếng bò nó đẹp dễ sợ luôn. Cái nước lẩu xíu ngon luôn mọi người. Nhúng cái bò rồi bò mềm xèo. Mềm xèo. Cảnh dùng thấy nó tan trong miệng luôn á. Ngon lắm. Và rất là thơm, thơm ngay ngất lòng người luôn á. Tới thì nên ăn thử cái lẩu này á. Có 200 mấy rồi à. Một dĩa bún to đúng. Món nào mắc nhất? Lấy sữa tươi chân châu đường nâu à. Sao cái ly nó xấu vậy? Tươi chân châu đường nâu nè. Nhưng mà cái điều đáng sợ hơn chả sữa phúc long. Chân châu. What the hell? Mình phải uống thử coi. Người Vũng Tàu uống vậy. Cái ly sữa tươi chân châu đường nâu này rất là giống sữa tươi đường châu đường đen ở đường Trần Đạo, bán 25.000 ly. Nè, mọi người có thấy đó cái ông bán bánh mì không? Đó đó, bán bánh mì. Từ nãy tới giờ cứ hỏi, cứ kêu là ủa ông bán vậy rồi sao ta, cái bếp vậy sao ta, xuống mua liền. Mua liền ngay. 15.000 mua liền. Đây, 15.000 mua bánh mì liền luôn. Cầm, đi xuống mua. Bực. Và trong chuyến đi này mình có đăng trên Insta story của mình là mình check in tại Thái Lan. Và tất cả mọi người rất nhiều người tin. Nhưng mà thật sự cũng rất là cảm ơn khi là rất là nhiều bạn inbox mà kêu mình là cẩn thận tại vì đang có khủng bố. Cái món mà mình luôn hoang mang khi mình tới Vũng Tàu là cháo cảm. Của cháo cảm chứ gọi bình thường không cảm ăn được không ta? Trước khi ăn, cái này là lotion dưỡng da đó mọi người. Em mới phát hiện một điều đỉnh cao nữa. Người Vũng Tàu ăn cháo bằng đũa. Bài quyết bó đũa. Bài quyết bó đũa luôn nè. Trời ơi, ăn xong rồi hết cảm mẻ luôn nè. Đang cảm nắng ai không? Không. Nghe sự tích là do là cái món này nè, có gừng nè và có hành. Và nó rất là nóng, nó sẽ rất là phù hợp cho những người bị cảm. Tức là cái cháo này nó hơi giống cháo lòng á, nhưng mà nó sẽ là cái vị cháo nhà làm. Rất là ngon, thì rất là ngon. Nhưng mà mình thì mình không hảo cháo lắm. Nói chung là ngon nhưng mà cái lòng cũng rất là thơm nha. Lòng cứ trùng vừa tới á. Nó không bị dai. Lòng ngon xuất sắc luôn. Tới Pattaya Bà Rịa, bây giờ đi ăn kem Sài Gòn. Mà nghe nói là kem Sài Gòn này chỉ có Bà Rịa mới có thôi chứ Sài Gòn không có. Tính là ăn kem chín màu rồi đó, mắc nhất á, tận hay ăn chung hết sạch không hết. Nó rủ mình nãy giờ. Thật ra là cũng có điều kiện, chỉ là tại vì không ai ăn chung hết. Bỏ phí. Đây là có dừa, sô cô la, dứa, còn bà này mới đỉnh cao. Kem cà phê là cái cục kem và cà phê. Nó không có bị bột như là kem ký. Ăn nó đúng kiểu kem nhà làm. Kem nhà làm ngon như nhà làm. Bữa tối mình sẽ đến với cô nên chuẩn bị tinh thần. Mở ra cái bật ngửa đằng sau nè. Cô đen. À cũng bình thường à. Bình thường à. Ôi giời ơi, ba cái này. Ôi giời ơi. Trời, trứng gà non cháy tỏi cũng 45.000 nữa. Ra đây ăn trứng gà non cháy tỏi. Trứng mực mình sẽ ăn món mắc nhất, xào lăn với bánh mì. Đó là lời thêm được cái bánh mì. Món tôm tích rang trứng muối, món đắt nhất. Mì hải sản.
bán 35 nghìn. Ừ, tốt. Con đêm này rất là nổi tiếng cái món bạch tuộc, nhưng mà món nào thì nó cũng bằng nhau hết, cho nên cũng không có gọi được cái món mắc nhất. Thôi mình gọi hết rồi xong, và cái dĩa này sẽ hết trong vòng 1 phút 30 giây, không 30 giây thôi. Rồi, chấm năm hạnh phúc nè, anh chị chấm năm hạnh phúc nha. Bạn quay nha. Đây là món mình mong đợi nhất là mọi người, trứng mực nướng. Ủa sao thấy tỏi không mà, rồi cái trứng mực đâu ta? À, trứng mực đây nè. Lúc chiều đã quá thần thánh rồi. Làm cho mình mời nhẹ nhàng không hả? Cà ri. Ồ, giống cà ri thiệt. Giòn cắn trứng á. Mà nó có mùi mực á. Vậy thôi à. Chị em ở nhà làm cái gì ủng hộ Quỳnh Chi? Chi xa ly, 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 chi xa ly. Đi Mỹ không qua về con này. Ok, xin chào mọi người. Và đây là buổi sáng cuối cùng tại Bangkok. Thôi đến đây nhé. Là mình sẽ không thể nào mà sống mà thiếu được cái túi này. Đây là cái túi đựng mỹ phẩm mình mua trên Lazada đây. Đựng rất là nhiều đồ trong đây luôn á. Bây giờ mình sẽ skin care một tí. À, đầu lý thì mình có nói là với 500 ngàn thì ăn món đắt nhất Vũng Tàu, nhưng cuối cùng mình phát hiện ra 500 ngàn không có thấm thía gì chứ. Tại hôm qua đi ăn Trường Giang là mỗi người là hết gần 200 ngàn rồi. Rồi đi ăn Cô Nên mỗi người cũng tầm 100. Rồi cái đuối mỗi người cũng tầm trăm mấy. Là hết đường mẹ nó 500 ngàn rồi. Ừ, hôm qua đang anh nó vui quá, nó ngủ nó mới. Mà tao biết là nó nói một người đàn ông là tại vì nó xưng, đại từ xưng hô của nó là anh. Tính ra mà đi du lịch á, mang theo những cái bộ nhỏ nhỏ như thế này rất là tiện. Đây, mình mua cái này là Rochelle cho nên là một bộ như vậy luôn, giá chỉ bằng một cái này. Cái mắt gì không mua hai cái. À, những cái mini size như thế này trên lên đây lại bán rất là nhiều và rất là rẻ. Các bạn có nhu cầu và di chuyển nhiều như mình thì nhấp vào những đường link bên dưới để mua những cái món này nhé. Thôi bôi một tí thôi, rồi mình sẽ tham quan sơ sơ nhà lên anh cho mọi người biết nhé. Ừ, không biết con nào là con nào luôn á. Wow, ghê không, ghê không. Trời ơi, nó nghe trời. Nhà nó chỉ có 4 tầng thôi. Nó nhìn là cứ tưởng nó ở nhà, ở khách sạn gì ghê gớm lắm, không ở nhà nó đâu. Cái thang máy này là kiểu xây để đi lên đi xuống, đỡ phải mỏi chân, đỡ phải to đùi đi chứ. Tới Vũng Tàu là phải ăn bún cá Nha Trang số 39 là quy đồn, siêu ngon. Thập cẩm 55 ngàn. Đây là cái tô của mình, có trứng nè, có cá nè, trứng, cá, chả, sữa. Ờ đúng rồi, ngon. Nước mắm chấm vô nè. Wow, mắm chua ngọt, ngon cực kỳ luôn á. Ngon quá, đây là một trong những nơi mà mình tâm tắc nhất ở cái Vũng Tàu này, mặc dù đây bán bóng cây ngày càng. Và cuối cùng thì như Linh Ly đã có hết, có cánh hoa nào không tan, có cuộc vui nào không tan. Đó, đúng rồi, nó đã bắt được cái miếng của mình. Và thôi, hành trình ăn mừng 100 ngàn sub của mình tới đây cũng kết thúc. Thực tế là cái chuyến đi này mình đã lố mất 500 ngàn. Và cũng khám phá được nhà Lan Anh là một nhà đứa rất là giàu. Trời ơi, nhà mà có thang máy đây làm cái gì. Video của mình tới đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ mình rất là nhiều. Và vẫn có rất là nhiều bạn vẫn nghĩ ra mình đi Thái Lan. Xin lỗi mọi người rất là nhiều. Tạm biệt mọi người nha. Nhớ lại subscribe kênh của nha. Tạm biệt mọi người.